cuộc chiến chống yêu quái. Cái gì? Anh tới trễ hả? Em đã đợi anh ở đây nửa tiếng rồi đó. Thì vụ đó cứ theo đúng nội dung, ghi trong bản hợp đồng đi. Bạn trai của tôi mặt mày sáng sủa, đẹp trai hết sảy luôn đó nha. Alo? Ủa, chuyện gì vậy ta? Bị sao hả? Sao vậy nè? Đang nói tự nhiên bị ngắt giữa chừng hả? Trời ơi, ghét ghê á. Điện thoại là không xài được. Cái gì vậy? Alo. Điện thoại bị sao vậy? Alo, nghe ông vậy? Alo. Trò này ông bày ra để phá mọi người có đúng không? Ai vậy? Đã, coi ai nè. Thằng nhóc mặc quần hở mông kia, ngươi là nhóc Shinosuke có phải hay không? Đang trúng rồi, nhưng mà không có gì thưởng cho ông đâu nha. Yêu quái số 007 Shinosuke là yêu quái tốt bụng, chuyên tiêu diệt lũ yêu quái xấu xa bằng năng lượng vô hạn siêu nhiên. Ngươi đừng có quấy rối ta, Shinosuke. Dám quấy rối ta hả? Ngươi dám đấu với ta không? Được thôi, nhưng mà trước khi đấu á, hãy nghe tôi hát ca khúc chủ đề cái đã. Trên cành cao có con chim non hót véo von, hót véo von. Ai đâu có liên quan gì tới ông đâu. Ủa, ba đã xuất hiện rồi hả? Con gọi ba ơi đây. Đây là yêu quái số 005 là ba của Kushin. Ông đến để hỗ trợ cho con trai của mình. Tại sao điện thoại di động của mọi người đột nhiên không sử dụng được nữa, khai mau? Ta muốn nhìn thấy cảnh con người khổ sở khi điện thoại di động không sử dụng được. Thế giới này sẽ trở nên rối tung lên. Ta đã biết nguyên nhân rồi. Chắc tại ông chính là cái thẻ điện thoại mà thời bây giờ người ta đã không còn sử dụng nhiều nữa, đúng không? Chính xác đó. Ta chính là cái thẻ điện thoại được sinh ra từ mối hận đó. Các người hãy xem đây. Cơn mưa thẻ điện thoại của ta là như vậy. Ê, lũ nhãi ranh dám nhúng mũi vào chuyện của ta. Hãy xem đây. À trời ơi. À, đau quá, thả ra, buông ra. Đau quá. Ngươi đang làm cái gì vậy? Mau tránh ra. À, tránh ta ra, đừng có đụng vào ta. Tên này khỏe thiệt đó nha. Nó đâu có khỏe tới như vậy. Trời ơi, có quá trời thẻ có hình mình thích luôn nè. Nhớ hồi xưa quá. Ê, buồn quá đi, dạo này yêu quái xuất hiện càng ngày càng nhiều đó. Nè, yêu quái bà, chuẩn bị nước nóng cho anh tắm chưa? Đừng có gọi em bằng cái tên đó. Yêu quái số 006 là yêu quái bà. Bà có sức mạnh rất phi thường, là yêu quái đáng sợ nhất. Bây giờ em đang bận nấu cơm rồi nha. Anh xin lỗi. Cô Xin ơi, con đi chuẩn bị nước nóng cho bà tắm đi. Dạ. Nước nóng hơi ít ha. Nguy to rồi. Bé Hima đừng khóc nữa con. Anh đúng là người vô dụng. Hima nhìn đi, hình tắc kỳ nè. Yêu quái số 008 là yêu quái khóc to. Hễ khóc lên là những người xung quanh sẽ gặp phiền phức. Nhưng nếu có anh trai dỗ dành hoặc được chơi đồ chơi là nín liền. Bữa nay nhậu vui quá, xả láng luôn. Ủa, sao ở đây lại có bộ tóc giả vậy ta? Chắc ai đó để quên rồi á. Tôi thấy sao hả? Ôi trời ơi, bộ tóc giả nó ăn tóc của tôi rồi. Trời ơi, tóc giả nó dài ra kìa. Ta là yêu quái tóc nhóm đầy gầu đây. Ráng gội đầu cho nhiều vô đây. Bây giờ các ngươi khỏi phải tốn tiền mua dầu gội rồi đó. Mình phải tập hợp mọi người để thông báo chuyện này mới được. Cô Xin à, có chuyện rồi, dậy đi con. Xin đang mơ giấc mơ đẹp mà. Ba để Xin mơ tiếp ơi ba. Thôi để ngày mai dậy. Nè, dậy ngay cho tôi. Đó là công việc của cha con anh mà, đúng không? Đúng rồi,
hai người có nhiệm vụ là cảnh sát yêu quái mà. À, xin lỗi đã để mấy bạn chờ lâu, sao đến trễ vậy? Yêu quái không có số, đây là yêu quái khéo ăn nói và luôn tuân thủ nguyên tắc. Kẻ thù đâu? Nó đang quậy tưng bừng trên đầu của tác giả truyện tranh vô si kìa. Cứu cứu tôi với. Các người mà tiến lại gần đây, ta sẽ lập tức ăn hết tóc của ông này. Tha cho tôi đi mà, tóc có ít lắm rồi, còn có vài cọng quý giá thôi à, cũng không tha nữa. Tấn công đây. Đồ yêu quái kia, bộ ngươi tưởng đầu của con người bọn ta là chỗ cho ngươi tự tiện chui vào hả? Cho ông biết tay nè, tóc dởm nè. Đi thôi, bắt lấy yêu quái. Vậy cậu kêu mình hả? Cậu nhóc này là yêu quái cơm nắm, có tật hay sợ ma. Đang tìm vũ khí hả? Cái gì cũng được, đem tới đây đây. Món cơm nắm với tôm nổi tiếng của vùng Nagoya đây. Tài năng của ngươi chỉ thuộc hạng bèo nhèo thôi hả? Lần này tôi sẽ là đối thủ của ông. Cô bé này là yêu quái thỏ con, cô bé chỉ có thể nhảy được như thỏ. Tôi như trái chuối nhảy không nổi nữa rồi. Đám các ngươi không có đứa nào dám đối đầu với ta hết sao? Không có một đứa nào có thể đánh lại ta. Vậy ta sẽ ăn hết tóc của loài người trên thế gian này luôn. Ông sẽ không đạt được mục đích đâu. Tên của nó là yêu quái tóc giả. Nó được sinh ra từ nỗi lo lắng bất an của những người bị rụng tóc đó con. Các người nhìn đi, ta sẽ làm cho đầu các người bị trọc lóc, ai cũng xấu xí hết. Cho dù cái đầu trọc lóc đi nữa, thì người nào đẹp trai vẫn đẹp trai thôi. Người nói gì? Cầu thủ Ronaldo đó. Vinicius nè. Bruce Willis nữa. Ê, đồ đủ đồ ghê. Vậy ta sẽ ngoạm luôn đầu trọc cho coi. Xui cho ngươi rồi nha. Chắc là phải tới tìm cắt tóc thôi. Nó biến mất rồi. Tụi con vất vả rồi. Nếu ngày mai lại có yêu quái nào giở trò, chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu. Nè chú ơi, nãy giờ con thấy chú đâu có làm gì đâu. Có bồ ở đây nè. Ủa, bồ hả? Nãy giờ bồ đứng ở đây hả? Thôi chết, mình chưa làm bài tập tiếng Anh nữa. Hay là mình về nhà mơ tiếp giấc mơ hồi nãy nha. Đây là yêu quái Bô, loại yêu quái hay chảy nước mũi, có hành tung bí ẩn.